ngày 2 tháng 10 trên mạng xã hội, tài khoản Facebook có tên là HT đăng tải đoạn video kèm nội dung về việc một người đàn ông ở thành phố Đà Nẵng ném tiền tung tóe trong quán ăn khiến dư luận bất bình. Theo Facebook chủ quán, vào sáng cùng ngày, sau khi nhận tiền, nhân viên có trả lại 25.000 đồng tiền thừa cho một vị khách tầm 16 tuổi. Vì khách không có tiền chắn nên nhân viên mới trả lại tiền lẻ. Sau đó ông bố quay lại quán ném tiền và nói tụi bay đưa rác cho con tao à. Nhà tao ở đây xem chúng mày kinh doanh được bao lâu, tài khoản này viết. Đồng thời Facebook HT cho rằng người đàn ông ném tiền tên là P là cán bộ của Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Đà Nẵng. Theo tìm hiểu, vụ việc xảy ra tại một quán bún bò trên đường Trương Dương, phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng. Trao đổi với phóng viên, người đăng tải clip cho biết anh là chủ quán bún bò nói trên. Theo chủ quán, sự việc xảy ra vào sáng nay. Sau khi ném tiền, người đàn ông có tát anh T một cái. Đến khoảng 1 giờ chiều cùng ngày, người đàn ông cùng một nhóm khoảng 7 người trở lại quán bún để đe dọa. Có một người trong nhóm này đánh nhân viên mình, đòi đập quán và kêu sáng mai sẽ quay lại phá quán tiếp. Hiện nay tôi đã trình báo công an, anh T trình bày. Liên quan đến thông tin người hăm dọa ném tiền là cán bộ Sở Tài nguyên và Môi trường, lãnh đạo sở này cho biết đã nắm được thông tin và đang xác minh. Việc này nếu đúng là việc của cá nhân nào thì người đó sẽ chịu trách nhiệm. Quan điểm của sở là sẽ xử lý cán bộ theo đúng quy định nếu có hành vi gây ảnh hưởng đến uy tín. Còn lại nếu gây ảnh hưởng an toàn trật tự thì cơ quan chức năng sẽ xử lý. Sở sẽ cho xác minh toàn bộ vụ việc, vì này thông tin.